Như vậy là Autodesk đã chính thức phát hành phiên bản AutoCAD 2024 theo đúng như lộ trình hàng năm của họ. Và ngay từ thời điểm này, người dùng đã có thể cài đặt phiên bản AutoCAD 2024 trên các nền tảng của Autodesk. Với AutoCAD 2024 được xem là một phiên bản có rất nhiều cải tiến mới nhằm giúp cho người dùng cộng tác trong quá trình làm việc một cách nhanh chóng, nâng cao năng suất và trải nghiệm các tính năng mới trên phiên bản AutoCAD 2024. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua những cái điểm mới trên cái phiên bản AutoCAD 2024. Và mình là Tiến, đến từ OneCAD Việt Nam. Đầu tiên chính là tính năng Activity Insight. Tính năng này sẽ giúp lưu trữ thông tin cũng như là thống kê chi tiết các hoạt động diễn ra trên bàn vẽ của người dùng. Điều đó đồng nghĩa với việc khi bạn thực hiện bất kỳ một thay đổi nào trên bàn vẽ thì sẽ được thông báo và hiển thị ngay bên trong bảng học thoại Activity Insight trong suốt vòng đời của dự án. Nếu như trước đây người dùng sẽ tốn rất nhiều thời gian để kiểm tra các thay đổi có trong bàn vẽ của mình, thì từ phiên bản AutoCAD 2024 trở đi, các hoạt động cũng như là những cái sự thay đổi sẽ được hiển thị ngay bên trong bảng học thoại Activity một cách nhanh chóng. Tiếp theo chính là tính năng Map Block Replacement. Thì tính năng này sẽ giúp cho người dùng nhanh chóng tìm kiếm các block và thay thế một hoặc nhiều block thông qua các đề xuất tự động dựa trên các block được sử dụng gần đây và các loại block thay thế khác. Tính năng tự động hóa mạnh mẽ này sẽ giúp cho người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thay vì trước đây chúng ta phải thực hiện theo cách thủ công, thì với sự hỗ trợ của tính năng này sẽ giúp cho người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian cũng như là cải thiện hiệu suất công việc. Tiếp theo đó chính là tính năng Map Block Placement. Thì tính năng này sẽ hỗ trợ tự động đặt các block trong bàn vẽ của người dùng bằng cách suy ra vị trí của block kế tiếp dựa trên vị trí mà bạn đã chèn các block tương tự vào trong file DWG. Từ đó giúp cho người dùng giảm số lần thực hiện các thao tác được lặp đi lặp lại cũng như là tiết kiệm thời gian trong quá trình làm việc. Tiếp theo là cải tiến về nhập liệu, đánh dấu, ghi chú. Cải tiến này giúp cho quá trình chú thích của người dùng được nhanh hơn thông qua các chức năng mở rộng và các cải tiến khác, cho phép bạn chia sẻ và chú thích các bản vẽ của mình một cách an toàn và bảo mật trên các nền tảng. Với việc đánh dấu Markup Import kết hợp với sự hỗ trợ Markup Acid nâng cao, giờ đây người dùng có thể cập nhật văn bản và tự động làm mờ các cái chú thích mà người dùng đã thao tác. Một cái cải tiến tiếp theo cũng rất là quan trọng, đó chính là cải tiến về mặt hiệu suất. AutoCAD 2024 có các cải tiến hiệu suất cho đồ họa 2D và tăng độ ổn định cũng như là độ trung thực của hình ảnh, bao gồm việc chuyển đổi nhanh hơn tới 9 lần giữa các tab bố cục so với phiên bản AutoCAD 2023. Bên cạnh đó, việc cài đặt phiên bản AutoCAD 2024 cũng được cải thiện với trình cài đặt nhanh hơn gấp 2 lần so với phiên bản AutoCAD 2023. Tiếp theo là cải tiến đối với AutoCAD LT. Phiên bản AutoCAD LT 2024 sẽ mang đến trải nghiệm thiết kế 2D tốt nhất trong phân khúc. Đặc biệt hơn nữa, từ phiên bản AutoCAD LT 2024 đã được Autodesk tích hợp tính năng AutoLib, cho phép người dùng tối ưu hóa quy trình làm việc và tận dụng hàng nghìn chương trình tự động hóa có sẵn. Cải tiến tiếp theo đó chính là trên nền tảng AutoCAD Web. Với việc AutoCAD Web được phát hành gần đây, giờ đây người dùng đã có thể dễ dàng tạo các cái thiết kế mới cũng như là chỉnh sửa các thiết kế trên trực tuyến trên cái nền tảng AutoCAD Web. Ngoài ra, trên nền tảng AutoCAD Web giờ đây cũng đã được Autodesk tích hợp tính năng AutoLib. Có thể nói việc Autodesk bổ sung tính năng AutoLib trên phiên bản AutoCAD LT và trên cái nền tảng AutoCAD Web được xem là một cái cải tiến nổi bật và đáng chú ý bậc nhất trong phiên bản cập nhật AutoCAD 2024 lần này. Tiếp theo là cải tiến AutoCAD và AutoCAD LT cho hệ điều hành Mac. AutoCAD và AutoCAD LT giờ đây đã hỗ trợ cho chip mở series trên nền tảng Mac 2024. Cụ thể, AutoCAD Format và AutoCAD LT Format 2024 hiện đã hỗ trợ trên các dòng chip M1 và M2 của Apple. Điều đó đồng nghĩa với việc những người dùng đang sử dụng các dòng chip này giờ đây có thể chạy phần mềm AutoCAD trực tiếp trên CPU của máy tính mà không cần thông qua bất kỳ lớp trung gian nào,
như máy ảo hay các trình hỗ trợ khác. Với việc AutoCAD và AutoCAD LT Format 2024 Ring Native với Apple Silicon thì sẽ giúp cho phần mềm chạy nhanh hơn, hiệu quả hơn và cho phép phần mềm sử dụng tối ưu các tính năng của CPU và hệ thống máy tính, cũng như tận dụng được tất cả các tài nguyên của phần cứng mà chip M1 và M2 của Apple mang lại. Và đó cũng chính là những cải tiến, những cái cập nhật mới nhất trên cái phiên bản AutoCAD 2024. Hy vọng rằng những cái thông tin mà mình đã cung cấp trong suốt video này sẽ giúp cho các bạn có được cái nhìn tổng quát những cái bản cập nhật cũng như những cái tính năng mới trên cái phiên bản AutoCAD 2024. Ngoài ra, nếu như các bạn có những thắc mắc hay những câu hỏi nào liên quan đến phiên bản AutoCAD 2024, vui lòng để lại câu hỏi phía dưới phần bình luận của video này và mình sẽ hỗ trợ kiểm tra và giải đáp các thắc mắc đó cho các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.